cảm nhận là không có một cái phần nào trong cái tiết mục này của bé bị hỏng, bị sai hay là có một cái vấn đề gì khiến cho tiết mục của con không hoàn hảo cả. Em thực sự là em nín thở từ đầu cho đến cuối tiết mục. Cái mà con làm được ngày hôm nay đó là con chiến thắng bản thân mình. Con được làm những gì mà mình muốn. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn luôn là những người chiến thắng trong cuộc thi này. Đón xem Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.